Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là lúc này là buổi chiều ngày 5 tháng 5 2018. Thành Luân chúng tôi là đang rất vinh dự được đón tiếp chú Dân đến từ Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội về mua bộ cuốn thư tô đối gỗ vụ hàng VIP dày 5 phân 5 phân rưỡi, cuốn thư tô đối mai điểu, mẫu mai điểu hàng VIP cực kỳ là dày dặn, hàng lành tít tịt, không có tí vết gì cả. Bộ này chúng tôi sẽ giao mộc cho gia đình nhà chú, và chú về chú tự hoàn thiện. Chú là ở quê chú là có ngày mộc, gia đình tự hoàn thiện lấy, chúng tôi sẽ giao mộc. Từ bố Thành Luân chúng tôi là chuyên nhận đặt làm hàng thửa, hàng VIP theo yêu cầu. Khách nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 và 0972 770888. Trên mình quý vị đang thấy là hai chú đến từ Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội và ký nhận bộ cuốn thư tô đối mai điểu hàng VIP. Ở giữa bức cuốn thư là chữ Đức Lưu Quang và phía bên tay phải là tổ tông công đức Thiên Lý Thịnh, phía bên tay trái Tử Hiếu, Tôn Hiền và Đại Bình. Bây giờ chúng ta xem tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn hai chú đã về tin tưởng và mua hàng của đồ gỗ Thành Luân đó, và xin kính chúc gia đình hai chú luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn.